Tóm lại, nếu mà không muốn là người bị hỏi thì hãy là người hỏi người ta trước. Chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với Nhà Có Tết 2021 tập ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ nói về một cái chuyện mà nó hơi tế nhị một chút. Thế nhưng mà mình nghĩ đây là câu chuyện của rất là nhiều gia đình. Vì thế cho nên cái video này sẽ giúp được rất là nhiều bạn trong số các bạn đang xem. Chắc chắn tất cả các bạn đều biết là kỳ nghỉ Tết vốn là một dịp vô cùng đặc biệt trong năm, khi mà chúng mình có thời gian về nhà đoàn tụ với gia đình. Bên cạnh đó thì gặp gỡ những người họ hàng, bạn bè mà rất có thể là lâu rồi chưa có dịp được gặp nhau. Ở trên đài báo thì luôn luôn tập trung tôn vinh và ca ngợi tình thân, gia đình, đoàn viên sum họp đó. Và tất nhiên cái điều đó cũng là điều rất tốt thôi, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên, khó có ai mà có cái may mắn là 100% các mối quan hệ gia đình, họ hàng đều êm đẹp, đúng không? Ấy vậy mà trong niềm vui phơi phới ngày xuân lại ít báo đài nói về cái cách cư xử khéo léo và đúng mực, khi mà những tình thân đó lại hay khắc khẩu một chút, làm sao cho nó nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn cho tất cả các bên. Mình nghĩ đó là điều quan trọng và xứng đáng được nói đến nhiều hơn. Bởi vì mình chắc chắn là có rất là nhiều bạn trẻ khi mà nghe đến đây thì trong đầu bạn sẽ dễ hình dung ra những cái tên, những khuôn mặt hết sức là thân quen, nhưng mà cũng hơi hãi hùng một chút khi mà các bạn nghĩ về việc gặp họ. Và họ có thể là gia đình, có thể là họ hàng, cũng có thể là bạn bè của gia đình hoặc là hàng xóm. Mỗi khi nghĩ đến việc gặp họ thì các bạn có thể hình dung chính xác những điều áp đặt mà họ sẽ nói, những câu hỏi kém duyên mà họ sẽ hỏi và những ranh giới cá nhân của bạn mà họ sẽ lấn qua. Nhưng không sao, có mình ở đây ngày hôm nay và mình thương các bạn và mình rất hiểu. Và mình xin khẳng định với các bạn là mình có giải pháp để Tết không bị mất vui vì những câu hỏi, những sự chèn ép như vậy. Gia đình họ hàng là điều vô cùng đáng quý, và nếu Tết này bạn được về quê ăn Tết hoặc là đã ở sẵn cùng gia đình ở quê Tết này thì đó là một điều rất là may mắn. Tuy nhiên, khắc khẩu cũng là chuyện thường thấy thôi. Video ngày hôm nay sẽ giúp các bạn cải thiện điều đó và cái Tết sẽ vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Chúng mình sẽ chia video làm hai phần, phần trước Tết và phần trong Tết. Và đầu tiên thì chúng mình sẽ đến với những điều mà bạn nên làm trước Tết để chuẩn bị nha. Trước Tết thì có một quyết định rất quan trọng mà bạn sẽ phải đưa ra, đó là về quê bao lâu nếu bạn về quê ăn Tết. Còn đối với những bạn sống ở quê và Tết không đi đâu cả thì điều mà bạn nên cân nhắc là ở nhà bao lâu, liệu có nên đi du lịch hay không. Hai chuyện này tuy nó là hai chuyện khác nhau, tại vì hoàn cảnh của các bạn sống xa quê và những bạn sống ở quê đương nhiên là sẽ khác nhau một chút. Thế nhưng mà câu hỏi chung ở đây là chúng mình sẽ dành thời gian bao lâu trong bối cảnh gia đình họ hàng. Nếu bối cảnh gia đình họ hàng của các bạn hơi khắc khẩu và thiếu thoải mái một chút thì lựa chọn khôn ngoan sẽ là về ngắn ngày thôi nếu mà các bạn về quê ăn Tết, và đi du lịch lâu một chút nếu mà bạn sinh sống và ăn Tết ở chính quê mình. Dân gian mình có một câu nói hơi buồn cười một chút, thế nhưng mà mình thấy nó cũng khá là đúng đấy. Đấy là xa thơm gần thối ha. Có rất là nhiều mối quan hệ mà nhìn chung là nếu lâu lâu mới gặp và mỗi lần gặp thì gặp ngắn ngắn thôi thì sẽ dễ dàng giữ hòa khí hơn. Mình biết là đối với những bạn đi học, đi làm xa nhà thì về quê chóng vánh vài ngày xong rồi đi luôn luôn là một cái điều mà có thể sẽ làm cho bạn cảm thấy hơi tội lỗi một chút. Nhưng mà mình nghĩ bạn vẫn nên cân nhắc. Nếu mà bạn không thực sự hợp với gia đình lắm thì thà bạn về quê ngắn để vui vẻ với nhau còn hơn là thời gian có thật nhiều với nhau thế nhưng mà cãi nhau cũng nhiều. Đó là quan điểm cá nhân của mình. Còn nếu trong trường hợp bạn chỉ muốn dành kỳ nghỉ Tết với một vài người nhất định và trừ ra những cái người còn lại, lấy ví dụ là bạn chỉ muốn ở nhiều với ba mẹ bạn, còn bác hàng xóm hơi một chút thì mà lại cứ hay qua nhà bạn ấy, thì một phương án bạn có thể cân nhắc là có thể cùng với ba mẹ đi du lịch vài hôm. Mình nghĩ đó cũng là một cách hay. Tuy nhiên, mình hiểu là chỉ có những cái gia đình có thể là có điều kiện một chút thì mới có khả năng đi du lịch ngày Tết thôi, còn phần lớn mọi người thì không phải là cứ thích đi là đi. Bên cạnh đó thì vào thời điểm mà bạn muốn lên đường thì bạn cũng sẽ phải cân nhắc vào cái tình hình dịch vào cái lúc đó để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả mọi người nữa ha. Cho nên đây chỉ là một gợi ý mà các bạn sẽ cần phải linh hoạt áp dụng tùy tình hình và hoàn cảnh cụ thể. Thế nhưng nói tóm lại là trong khả năng có thể thì hãy cố gắng rút ngắn cái thời gian ở cạnh những người mà bạn hơi khắc khẩu một chút nha. Việc tiếp theo mà các bạn nên làm trước Tết đó là chuẩn bị sẵn câu trả lời cho các mẫu câu hỏi khó chịu thường gặp, để đến lúc Tết thì bất cứ ai hỏi chỉ cần trả lời theo mẫu đã chuẩn bị là xong, không cần phải cảm thấy tức giận hay là tủi thân hay là bức xúc về những cái câu hỏi làm cái gì. Sau đây mình sẽ liệt kê một số mẫu câu hỏi khó chịu phổ biến nhất và gợi ý câu trả lời tương ứng cho những câu hỏi đó. Câu đầu tiên, cháu đi làm lương bao nhiêu? Bạn chỉ cần trả lời lương cháu cũng đủ sống ạ. Đó. Câu tiếp theo, bao giờ cho bác ăn kẹo? Bạn chỉ cần trả lời năm nay cháu chưa được tuổi, có gì để sang năm. Câu tiếp theo, này sao mày bao nhiêu cân rồi, sao béo thế? Bạn chỉ cần bảo là cháu vẫn như năm ngoái. Đấy, thế là xong.
Đó là những mẫu câu trả lời mà mình gợi ý cho các bạn thôi. Bạn có thể áp dụng và biến tấu linh hoạt để trả lời những câu hỏi khác nữa. Thế nhưng mà hãy để ý đi theo cái tinh thần chung của những mẫu câu trả lời mà mình vừa mới gợi ý, đó là ngắn gọn, tế nhị, thế nhưng mà trả lời nước đôi và đẩy câu chuyện vào ngõ cụt. Tức là không để cho họ có cái ý để họ bám vào đó, họ có thể hỏi xoáy sâu hơn vào những cái chuyện riêng tư của mình. Thì theo quan sát của cá nhân mình ấy, thường thì khi mà bạn trả lời như vậy thì người ta sẽ biết ý, người ta sẽ nói sang cái chuyện khác. Thế nhưng mà không phải ai cũng vậy. Sẽ có những người hồn nhiên hơn nữa, và họ sẽ hỏi vặn lại. Ví dụ họ hỏi lương bạn bao nhiêu, bạn trả lời cháu lương đủ sống. Họ sẽ gặng hỏi lại, ừ như thế nhưng mà đủ sống là ý là bao nhiêu ấy. Thì đây là cái lúc bạn sử dụng mẫu câu trả lời thứ hai. Câu trả lời thứ hai là gì? Câu trả lời thứ hai về cơ bản vẫn là nội dung của câu trả lời đầu tiên, thế nhưng mà dài dòng và lủng củng hơn gấp 10 lần. Ví dụ câu trả lời đầu tiên bạn đã nói lương cháu đủ sống đúng không? Người ta hỏi thế đủ sống là mấy triệu? Thì bạn bắt đầu trình bày thu nhập cháu, nói chung là nếu xét lương cơ bản thì cũng đủ nhu cầu cần thiết mỗi tháng, thế nhưng mà nhiều khi điện nước cả tháng nhiều tháng ít, với lại ở trên thành phố thì là cháu cũng nhiều khi đi cà phê rồi thì bạn bày mời cưới xin, thì lương cơ bản xong cũng phải, nói chung là cũng phải thưởng lên một ít mỗi năm để có tháng lương thứ 13 năm nay. Cháu doanh nghiệp hơi khó khăn tí, thế nhưng mà lương tháng 13 không có, nhưng mà thường thì nói chung là cũng vẫn duy trì được. Được cái là cái tiền thuê nhà thì tại vì tình hình dịch bệnh ấy, cho nên là giá thuê nhà bây giờ cái mặt bằng chung là cũng giảm, mà bác không biết đâu, ở trên thành phố bây giờ nhá, cửa hàng mặt bằng bây giờ giảm giá chẳng ai thuê, kiểu ngày xưa thì người ta mở shop người ta phải đi kiếm mặt bằng hiếm hoi lắm đúng không, bây giờ nhìn đâu cũng thấy biển hiệu cho thuê. Thế nhưng mà nhà cháu thấy shop thời trang bỏ trống rất là nhiều, còn nhà hàng quán ăn thì là vẫn khỏe lắm. Vân vân mây mây, các bạn cứ nói không ngừng cho đến khi đối phương người ta quên luôn cái chủ đề mà họ đã tọc mạch ban đầu. Và cái này thưa các bạn, nó gọi là nghệ thuật đánh lạc hướng. Tức là đối nghịch với việc trình bày vấn đề một cách ngắn gọn, mạch lạc vào thẳng vấn đề, thì các bạn diễn đạt vòng quanh, lủng củng, đi lan man từ chuyện này sang chuyện khác. Thế nhưng mà thực ra toàn là nói nước đôi chứ không có bất cứ một cái nội dung gì cả. Đó là cái cách mà bạn chuẩn bị cho những câu hỏi không được duyên dáng cho lắm trong ngày Tết. Và điều này bạn nên làm ngay từ trước Tết, tức là chuẩn bị sẵn những câu trả lời trong đầu, và đến khi bị hỏi thì chỉ cần trả lời như là các bạn đã học thuộc thôi. Và bây giờ thì Tết đã đến, xuân đã về, chúng mình chuẩn bị tinh thần xong xuôi theo những cái bước ở trên và chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết. Vậy thì việc đầu tiên bạn cần làm là gì? Rút ngắn những chuyến thăm viếng mà các bạn không thực sự cảm thấy thoải mái. Ví dụ tới nhà chúc Tết gọn gàng đầy đủ là được rồi, không nhất thiết phải ngồi ăn nhậu lai dai ở đó. Cái này thì thực ra cũng rất là khó để mình có thể nói chính xác được, tại vì nó phụ thuộc vào văn hóa và lối sinh hoạt của từng nhà ha. Thế nhưng mà nhìn chung là đối với những người hay khắc khẩu với bạn đó, thì bạn cố gắng giữ cái chuyến chúc Tết ngắn gọn, vui vẻ, trong hòa bình thôi. Sau đó thì khéo léo rời đi, không ở lại quá lâu. Bên cạnh đó thì bạn có thể rủ một hoặc hai người bạn thân thiết đi theo, sự có mặt của cái đứa bạn thân của bạn đối với người kia sẽ là sự có mặt của một người lạ. Vì thế cho nên là theo một cách tự nhiên đó, thì là họ cũng sẽ lịch sự khách sáo hơn bình thường, ít xuống xã hơn, và nhìn chung là tém tém lại một chút những cái chuyện dễ cãi nhau ấy. Cái sự có mặt của người thứ ba khi mà ở trong những bối cảnh hợp lý sẽ rất là hữu ích trong việc giữ hòa khí của cái buổi gặp mặt chúc Tết hôm đó ha. Một lưu ý nữa khi mà bạn ở cạnh những người mà bạn hơi khắc khẩu một chút ngày Tết, đó là nói không với rượu bia. Thực sự mình nghĩ là điều này thì ai cũng biết chứ không phải là chuyện mới nữa đúng không? Rượu vào thì lời ra, Tết nhất chắc chắn là mọi người cũng đã rất là quen với những cái trường hợp của một số ông anh ông chú mà đi chúc Tết nhau ấy, gặp nhau thì tay bắt mặt mừng đúng không, nói chung rất là vui vẻ đấy. Thế nhưng mà ngồi chén chú chén anh một lúc là hết vui, cái kiểu cãi nhau ỏm tỏi trong mặt đỏ gay gắt, xong rồi nâng cao quan điểm toàn những cái chuyện xa vời ở đâu đâu ấy đúng không. Bởi vậy bạn cũng thế thôi, nếu có thể thì hạn chế uống rượu bia. Người Việt mình ấy, nhiều người vẫn còn có một cái nếp hơi lạc hậu và thiếu văn minh một tí, đấy là ép nhau uống rượu thật là nhiều ngày Tết. Bây giờ thì đỡ hơn ngày xưa, thế nhưng mà vẫn có. Bởi vậy khi mà bạn bị ép uống rượu thì mình có một kịch bản dành cho bạn, là cứ từ chối dứt khoát và nói dõng dạc một cái lý do mà ai nghe cũng ớn và không ai dám ép bạn uống nữa. Cứ nói là cháu xin phép cháu không uống ạ, tí nữa cháu lái xe với lại cháu bị chảy máu dạ dày. Khi mà nghe như vậy á, là thường mọi người sẽ khựng lại một giây, tại vì cùng một lúc mà bạn đưa ra hai thông tin không liên quan gì đến nhau cả, không biết nên phản hồi cái nào trước đó. Với lại chảy máu dạ dày nghe nó ớn ớn đúng không? Thế thì đây là cái lúc mà bạn tận dụng một giây người ta khựng lại hết sức là quý giá, không để cho ai kịp trả lời hay là hỏi thêm gì hết. Bạn cầm ngay một ly nước ngọt, bạn cầm hai tay, bạn nói thật to rõ ràng, đây cháu xin cụng ly với các chú, cháu chúc các chú năm mới an khang thịnh vượng, chúc thằng Tèo nhà chú năm nay thi đỗ đại học. Ủa mà thằng Tèo nó thi vào trường nào hả chú? Đấy lại là nghệ thuật đánh lạc hướng, để cho người ta tập trung vào giải thích về cái việc chọn trường của thằng Tèo, để người ta quên mất cái việc ép mình uống rượu trước đó. Đó là cái cách chúng mình sẽ khéo léo trốn thoát khỏi cơn ám ảnh bị ép rượu ngày Tết. Và đây cũng là cách để trả lời những cái câu hỏi mà các bạn không cảm thấy thoải mái khi trả lời. Khi mà gặp những người đã có tiền sử hay hỏi xoáy vào những cái chuyện quá riêng tư mà bạn không muốn chia sẻ, như là tiền lương, người yêu, cưới xin, con cái, thì điều mà bạn làm là hỏi người ta trước khi mà gặp mặt ấy,
hãy để ý những cái yếu tố trong cuộc sống của người ta mà người ta quan tâm nhất hoặc là nổi bật nhất đối với người ta trong cái năm vừa rồi. Ví dụ nhà mới sửa, cây hoa mới trồng, tivi mới mua, con cái mới thi hết cấp. Mình chuẩn bị sẵn những câu hỏi đó ở trong đầu và khi mà mình gặp là mình hỏi thăm ngay. Đừng hỏi những câu hỏi có không ngắn gọn, ví dụ như là bác sửa nhà xong chưa, người ta chỉ cần nói xong rồi. Xong người ta lại quay ra hỏi lương bạn bao nhiêu, đúng không? Sao không đưa người yêu sang đó? Thì cái cách mà bạn nên hỏi thăm người ta sẽ là: ôi nhà bác sửa đẹp quá, bác sửa mất bao lâu, có tốn kém không bác? Màu sàn này đẹp quá, nhà cháu đi chân đất thấy mát chân, gạch này gạch gì à bác? Đấy, vân vân. Nên hỏi đúng vào những cái chủ đề mà người ta thích nhất và có khả năng nói về nó dài nhất, sâu nhất. Cứ sang nhà người ta xong rồi ngồi im thì người ta hỏi là đúng rồi, đúng không? Tóm lại, nếu mà không muốn là người bị hỏi thì hãy là người hỏi người ta trước. Hy vọng là những cái mẹo mà mình vừa mới chia sẻ sẽ có ích cho bạn để ngày Tết vui hơn, tránh khắc khẩu, tránh cãi nhau, tránh bị ép uống rượu, tránh bị hỏi những câu hỏi kém duyên. Cuối video mình chỉ mong là các bạn ngày Tết hãy giữ cho tinh thần thật là thoải mái. Trong gia đình họ hàng và bạn bè sẽ có nhiều người mà cả năm trời đến Tết mới gặp nhau ấy, thế cho nên là khi mà gặp thì họ hỏi han những cái câu hỏi phổ biến thường được hỏi thôi. Chứ mình tin là trong hầu hết mọi trường hợp không phải là họ đang cố ý làm cho bạn cảm thấy khó chịu đâu. Cho nên là dù biết là có những cái điều dễ khắc khẩu thì ngày Tết mình cũng hãy cố gắng giữ một tinh thần thoải mái. Thì kể cả khi mà mình bị hỏi hoặc là bị ép hoặc là bị nói một cái điều gì đó không được tế nhị lắm thì mình vẫn có thể từ chối một cách khéo léo và giữ cho không khí ngày Tết thật là vui vẻ ha. Nếu mà bạn có mẹo gì hay để sống sót ngày Tết cùng với gia đình hay là khắc khẩu thì bạn có thể bình luận ở phía dưới cho mọi người biết với nhé. Và nhấn like video và đăng ký kênh. Và cũng đừng quên follow mình ở trên Facebook và Instagram tại Giang ơi Vlog. Mình sẽ để tên ở đây bên này đó. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở tập Nhà có Tết ngày mai. Tạm biệt.